Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Kiếm sĩ băng hải tặc mũ rơm, thợ săn hải tặc vua mù đường Rozonoa Zoro là một trong những nhân vật được yêu thích nhất manga One Piece, cụ thể là số 2 chỉ sau nhân vật chính Monkey D. Luffy. Hôm nay ngày 11 tháng 11 là sinh nhật của Zoro và nên mình đặc biệt làm một video để chúc mừng sinh nhật cánh tay phải của tứ hoàng Luffy mũ rơm. Có lẽ anh em đã xem quá nhiều video nói về Zoro rồi, nhưng Chuyện Tổng Hợp cũng lâu lắm chưa lên bài liên quan tới anh, bởi dạo này anh có highlight nào đâu. Từ ngày rời Wano Quốc, hết xoánh tóc đỏ lại tới Sabo và quân cách mạng, đặc biệt là cuộc chiến giữa hai thầy trò Gap, Kuzan ở Hachinosu, màn tỏa sáng ngắn ngủi của Kobe thậm chí còn được đem ra mổ xẻ nhiều hơn cả Zoro, vì thật sự cũng chưa thể hiện được nhiều ở arc SH lần này. Sau mỗi arc, sức mạnh của Zoro đều có sự thăng tiến vượt bậc. Mình tin bây giờ anh đã khác hồi còn ở Wano rất nhiều, chỉ là Oda chưa muốn để anh thể hiện mà thôi. Đẳng cấp hiện tại của Zoro cũng là một đề tài gây tranh cãi. Người thì cho rằng Zoro hoàn toàn có thể so sánh với các đô đốc hải quân, nhưng không ít người phản bác nói đô đốc dư sức cân cả rổ lẫn sạn. Có lẽ qua những gì mà Kizaru thể hiện trước Luffy, chúng ta cũng phần nào đánh giá được thực lực của số 2 băng tứ hoàng với các đô đốc. Vậy Zoro hiện tại được mấy phần nếu đem so với Kizaru, Fujitora hay Ryokugyu? Oda sẽ cho anh vai trò gì trong phần còn lại của arc SH đây? Ngay bây giờ hãy cùng đến với video chúc mừng sinh nhật Rozonoa Zoro. 1. Những sự thật thú vị về Zoro. Zoro hiện đã là cánh tay phải của vua hải tặc tương lai, một thành viên quan trọng bậc nhất trong băng mũ rơm. Nhưng ít ai biết rằng ban đầu tác giả Oda dự định sẽ cho anh trở thành một thành viên của băng hải tặc Buggy. Cụ thể là Oda muốn Zoro trở thành vệ sĩ của Buggy. Hình ảnh anh em đang thấy chính là bản phác thảo ban đầu của Zoro. Oda cũng lấy ý tưởng cho Zoro từ một samurai huyền thoại có thật ở Nhật Bản. Đó là kiếm khách sử dụng hai thanh kiếm. Theo lời Oda, bác nghĩ nếu Zoro xài được 3 thanh thì sẽ mạnh hơn. Để tạo ra kỳ phùng địch thủ từ chính các đồng đội, Oda đã cho Sanji xuất hiện. Họ thường cãi cọ mỗi khi đưa ra ý kiến. Ngoại trừ lần Usopp giận dỗi tự ý rời băng và Zoro không cho phép cậu ta quay trở lại, trừ khi Usopp công khai xin lỗi thuyền trưởng, thì chưa bao giờ Sanji đồng tình với Zoro chuyện gì. Ngay cả tháng sinh nhật của Zoro cũng là tháng mà Sạn ghét nhất, Nonat November. Zoro được sinh ra tại làng Shimotsuki thuộc biển Đông Xanh. Anh là con trai của Rozonoa Arashi và bà Tera, con gái của một tội phạm ở làng. Hiện cả hai đều đã mất. Cha Zoro tử trận khi đánh nhau với hải tặc, còn mẹ anh qua đời vì bạo bệnh. Zoro mang một phần dòng máu cao quý của gia tộc Shimotsuki ở Wano Quốc bởi bà nội anh, Shimotsuki Furiko, là chị ruột lãnh chúa Shimotsuki Ushimaru. Bà đã cùng Shimotsuki Kozaburo và một số thành viên khác trong gia tộc vượt biên trốn khỏi Wano Quốc. Sau đó tới Biển Đông định cư rồi kết hôn với một kiếm sĩ tên là Rozonoa Pinzoro. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, vì vậy Zoro và cô lãnh chúa Ushimaru trông như hai giọt nước. Đồng thời, thầy Koshiro cũng không ngần ngại mà trao cho anh báu vật của gia đình thành đại bảo kiếm Wado Ichimonji. Nếu không phải có chút họ hàng dây mơ dễ má, đời nào ông lại đưa nó cho người ngoài. Ngay cả thần kiếm Ryoma khi gặp Zoro cũng cảm thấy có chút gì đó thân thuộc và tặng anh thanh Shusui. Sau này Zoro dùng nó để đổi lấy thanh Enma của Kozuki Oden, cũng do thợ rèn Shimotsuki Kozaburo tạo ra. Thừa hưởng dòng máu kiếm sĩ của cả hai bên nội ngoại, không khó hiểu khi anh đam mê kiếm thuật từ nhỏ và nuôi ước mơ trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Để thực hiện giấc mơ đó, Zoro quyết định một mình một thuyền ra khơi, tìm Mihawk thách đấu. Nhưng cáp quang dưới biển bị Along cắn đứt hết nên Zoro không dùng được Google Maps. Kết quả là anh đi lạc nên phải hành nghề săn tiền thưởng kiếm sống. Từ đó, giai thoại về côn đồ trên con đò ra đời, danh tiếng thợ săn hải tặc Rozonoa Zoro vang khắp Biển Đông. Cho đến khi anh rơi vào tay của đại tá Morgan Tay Diều, tại đây đệ nhất kiếm sĩ tương lai đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với vua hải tặc tương lai Monkey D. Luffy. Một sự thật thú vị khác đó là Zoro là thành viên duy nhất trong băng mà Luffy đích thân đi tìm kiếm rồi tuyển mộ, và Zoro cũng là người duy nhất từ chối. Nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải đi theo Luffy. Các thành viên còn lại đều vô tình gặp, sau đó Luffy giúp đỡ hoặc thuyết phục được họ, thậm chí tự xin vào băng như Robin. Chẳng là khi lên đường thực hiện ước mơ trở thành vua hải tặc, Luffy đã lên ý tưởng về số lượng thành viên trong băng. Có điều cậu không hề biết phải thực hiện việc đó theo cách nào. Chẳng hạn cậu và Zoro không có kỹ năng hàng hải nên Luffy quyết định tìm hoa tiêu. Nami nấu ăn không đạt chuẩn Michelin, vì vậy cậu cố gắng thuyết phục Sanji. Riêng Zoro thì khác, Luffy ép anh phải đi theo mình mới thả anh ra. Lúc đó Lu chỉ nghĩ đơn giản là trong băng cần người đánh nhau giỏi để phụ mình một tay. Với sở trường kiếm thuật, Zoro là thành viên duy nhất thuộc thế hệ tồi tệ nhất nói chung và siêu tân tinh nói riêng không ăn trái quỷ. Trường hợp của Killer tuy là bị ép ăn trái Smile lỗi, nhưng đó vẫn tính là trái quỷ. Anh chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất, Haki cũng như khả năng kiếm thuật tuyệt hảo của bản thân. Chính vì vậy, chỉ mình Zoro biết bơi trong nhóm siêu tân tinh,
Hiện tại anh cũng không còn là siêu tân tinh nữa mà đã trở thành vua mù đường, à không, vua địa ngục. Danh xưng này mới xuất hiện sau Aquano, nơi Zoro đánh thức Haki Báo Vương của bản thân, biến anh trở thành người thứ ba trong thế hệ tồi tệ sở hữu Haki Báo Vương, sau Luffy và Kid. Liệu với sức mạnh đó, hiện tại Zoro đang đứng ở đâu khi đặt lên bàn cân cùng các nhân vật mạnh nhất đây? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 của video. 2. Vua địa ngục mạnh hơn các đồ đốc. Câu hỏi tứ hoàng vua đồ đốc ai mạnh hơn đã có lời giải, và vua bóng tối thời đỉnh cao cũng có thể ăn tươi một đồ đốc. Vậy còn vua địa ngục thì sao? Mọi đồ đốc đều tinh thông lục thức, kỹ năng chiến đấu ở mức thượng thừa, bù lại Zoro có kiếm thuật đủ để so với họ. Tổng thể thì cuối video anh em hãy tự đánh giá, còn nếu chỉ so riêng kiếm thuật, mình nghĩ Zoro nhỉnh hơn Fujitora và không hề kém cạnh bộ kỹ năng của các đồ đốc khác. Nếu mỗi đồ đốc là một con quái vật, Zoro cũng thế, bẩm sinh anh đã sở hữu thể chất hơn hẳn người thường, còn nhỏ vẫn đánh bại được người trưởng thành. Một tộc nhân Buccaneer với sức khỏe của người khổng lồ, nhưng ở chapter 1096 ta thấy Cư Mã ở tuổi 17 vẫn ốm liệt giường sau khi chạm tay vào khối bong bóng đau đớn. Quả bóng này ngang ngược khối đau đớn mệt mỏi mà Zoro từng nhận ở Thriller Bark. Năm đó anh 19 tuổi, ở cái độ tuổi đó thì cách biệt về thể trạng là không đáng kể. Nhưng Zoro có thể đứng vững qua một đêm, còn Cư Mã nằm liệt giường cả tuần, sốt cao ly bì mà Zoro sau đó vẫn chiến đấu ác liệt ở Sabaody. Mặc dù vết thương chưa lành vì anh không ăn trái doan, nhưng sức chịu đựng thì tương đương một tộc nhân mang dòng máu người khổng lồ. Có thể nói Zoro khỏe hơn Cư Mã. Sau time skip, nhờ có thầy giỏi mà cho càng trở nên hay hơn, tốc độ của Zoro khi ở dưới nước nhanh ngang người cá. Đặc biệt, độ bền bỉ, sức khỏe tăng vọt. Về đoàn ăn trái doan cổ đại nhưng bị Big Mom cho một đấm đã nằm. Con rổ lãnh vai trì của Kaido mà vẫn xăm cho ông ta vết sẹo. Ấy là anh còn gãy mấy chục cái xương sau đòn hạ cái đấy. Chứ nếu phun lực mà chém thì mình nghĩ vết sẹo Zoro để lại phải gần bằng Oden. Nói chung về sức khỏe thì mình tin Zoro không kém ai, kể cả là Luffy, Shanks tóc đỏ hay là Mihawk. Chứ đừng nói là đồ đốc. Xưa nay chỉ có Dâu Trắng, Gáp, Kaido và Big Mom là quái vật bẩm sinh, thần lực dị thường thôi. Giả sử không ai biết dùng Haki, không chơi vũ khí hoặc ăn trái quỷ, chỉ đánh chay thì chắc là cái đồ top 1, song đến Big Mom, Dâu Trắng và Gap. Nhưng đó chỉ là nếu, còn xét theo tổng thể thì không bỏ qua Haki và trái áo quỷ được. Zoro sở hữu đủ 3 loại Haki, trong đó 2 loại ở đẳng cấp cao. Nếu đô đốc sở hữu trái quỷ thuộc hàng siêu mạnh thì Zoro lại có sức mạnh khắc chế được trái quỷ. Trước tiên là Haki quan sát, Zoro đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm từ Kaku. Anh lập tức bật dậy đỡ đòn của hắn. Thấy chiều làm cước Pro Max bị chặn đứng chỉ bằng pha rút kiếm cơ bản, Kaku hoàn toàn choáng váng. Tuy chưa so được với Haki quan sát thấy trước tương lai của Luffy, nhưng nó vẫn là rất đáng nể. Mà Haki quan sát cấp cao thì đô đốc mù Fujitora chắc đỉnh nhất trong ba đô đốc. Kizaru cũng có ít nhất 2 lần thể hiện nó. Lần đầu khi cố truy sát bằng mũ rơm, Kizaru di chuyển với tốc độ ánh sáng nhưng bị Rayleigh chặn lại. Lần hai, ông ta quay lưng với Dâu Trắng để bắn Luffy đang muốn cứu Ace, bố già định chém thì Kizaru ngay lập tức phân tách cơ thể để tránh. Cả hai lần đều cho thấy Kizaru đã biết trước đòn tấn công, vì vậy mình nghĩ Kizaru và Fujitora hơn. Tiếp theo là Haki vũ trang. Hiện Zoro đã thuần thục Ryo, tức Haki vũ trang cấp cao của người Wano. Zoro vốn có thiên phú về Haki vũ trang nên mình tin sau arc Wano, nhất là đã để Enma hút tùy ý tới cạn sạch Haki vũ trang và giải phóng ra Haki báo vương. Zoro đã làm chủ được Haki vũ trang xuyên phá từ bên trong như Luffy hay Roroxy. Đô đốc Kizaru thì sử dụng được Haki vũ trang cấp 2 nhưng có vẻ thiên về trái quỷ hơn nên ông ta sẽ không chú trọng vào Haki vũ trang nhiều như một kiếm sĩ. Kuzan cũng thể hiện trình độ Haki đáng gờm ở Hachinosu. Chúng ta không nên xem thường Haki của đô đốc, nhưng họ lại ưu tiên trái quỷ hơn nên chắc chắn không bằng người chuyên tâm tu luyện một thứ. Đặc biệt là không một đô đốc nào sở hữu Haki báo vương, thứ mà Zoro có. Vừa thức tỉnh anh đã búp được bá khí lên kiếm. Đây là tiền đề để giúp Zoro vượt qua đô đốc và cả sau này. Còn về thành Enma, thực ra nó chỉ là một món vũ khí giống qua đô Ichimonji thôi. Mình thấy anh em hay bảo Zoro có Enma chém được cả Kaido. Nhưng mình không nhắc tới Enma trong video này bởi theo mình quan trọng vẫn là người cầm kiếm là ai. Bởi Zoro mạnh nên mới phát huy được thanh Enma, chứ trước đấy anh cầm hắc kiếm Shusui cấp độ ngang Enma, nhưng hắc kiếm vĩnh viễn thì nó đã thăng hạng rồi. Mỗi tội lúc đó Zoro còn non nên Shusui không thể phát huy toàn bộ sức mạnh như khi ở trong tay Ryoma. Vì vậy Enma chỉ nên gọi là vũ khí, công cụ hỗ trợ, mấu chốt vẫn nằm ở chủ nhân của thanh kiếm. Có thể nói Zoro bây giờ đã chạm tới đẳng cấp của Kozuki Oden năm xưa,
và mình nhận định Odin 20 năm trước vẫn kém Tứ Hoàng nhưng ngang cờ các đô đốc hải quân. Và hiện tại, Zoro chỉ nhỉnh hơn hầu hết các number 2 được Oda tiết lộ như Marco, King, Katakuri, Sim Sabo, Shiryu thì mất vị trí vào tay Aokiji rồi. Có thể anh em nghĩ mình là Zobu, nhưng mình thừa nhận bản thân là Gapu, mình không thiên vị rổ mà sự thật nó như vậy. Tại đảo Egghead, anh em sẽ sớm có đáp án cho câu hỏi này, mặc dù hiện tại đúng là Zoro chưa thể hiện được nhiều, nhưng Roroshi không hề yếu, Zoro sẽ mất một chút thời gian. Với lại Luffy được xét kèo với Kizaru từ đầu, sau đó tới Thánh Saturn tham chiến nên Zoro phải nhường đất diễn cho người khác. Tuy nhiên, một mình Luffy chắc chắn không thể chống lại cả Đô Đốc lẫn Ngũ Lão Tinh, vì thế sớm muộn gì Zoro cũng tỏa sáng như mọi lần. Nếu Kizaru bị Luffy đánh trọng thương thì Zoro cũng mất khá sức lực với Roroshi. Mình nghĩ Oda nên để anh bị thương cho nó công bằng. Giờ Luffy sẽ bật Gear 5 đấu với Saturn, nhường lại khỉ vàng cho Zoro. Thế là biết anh có ăn được Đô Đốc hay không ngay. Với việc Aokiji gia nhập băng dâu đen, chính phủ thế giới thì quá khủng bố. Rõ ràng nếu Zoro chỉ ở đẳng cấp chỉ huy thì không đủ. Thậm chí cả Sanji cũng phải lên tầm Đô Đốc mới cân keo được. Và hiện tại Zoro có xem với lực lượng hàng đầu bên phe hải quân cũng đúng. Mặc dù Luffy đã hết mana sau hiệp 1 với Kizaru, nhưng đấy là cậu ta chưa dùng skill kích tim để tái khởi động Gear 5. Bởi Lù đã hạ được khỉ vàng nên cậu mới không làm vậy. Lúc đó Lù đã phát hiện ra Saturn nhưng chỉ tập trung vào Busalino. Về cơ bản, đây vẫn là trận thắng không cần bàn cãi. Luffy, Zoro cũng tương tự hai cặp Roger, Rayleigh và Shanks, Beck. Thuyền trưởng hơn còn thuyền phó thì ngang Đô Đốc. Tương lai Zoro phải vượt qua cả Mihawk. Hiện tại anh nên được xét kèo với một Đô Đốc thay vì một con báo. Chúc Idol sớm ngày tu thành chính quả. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật vua Mô Đường. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Chuyện Tổng Hợp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.